Tối 29 tháng 10, live show kết thúc bắt đầu đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 200 khán giả, bạn bè của nhóm nhạc Dalap. Ngay sau khi có màn công chiếu MV trên màn hình lớn, bốn chàng trai Dalap đã cùng nhau diễn live ca khúc mới tới các khán giả đặc biệt của mình. Khi cả bốn thành viên đang tập trung biểu diễn và phiêu theo từng nốt nhạc thì bất ngờ một cột khói đạo cụ phụt lên rất mạnh làm cho tấm bạt bị thổi bay và trùng ký lên đầu thành viên Quách Văn Thơm sự cố bất ngờ khiến nam ca sĩ không khỏi giật mình bối rối sau khi gỡ tấm phong phủ trên đầu thơm phải mất vài giây để chấn tĩnh lại và tiếp tục biểu diễn tuy nhiên sự cố bất thình lình này lại khiến cho khán giả theo dõi đêm nhạc trực tiếp bật cười vui vẻ chỉ là một tai nạn nhỏ và không gây ảnh hưởng lớn đến buổi biểu diễn của nhóm nhạc nhưng cũng là sự kiện đáng nhớ trong ngày trình làng sản phẩm mới của dalab trên fanpage của mình dalab còn hài hước cho biết khán giả đã bị lừa bởi sự cố là chiêu trò được nhóm sắp xếp để gây chú ý mà thôi